giờ mày còn gọi công an được nữa không? Ba ơi, ba. Giả thích mày tao, cướp cửa nhà tao hả? Chị, bà có biết nhà bà Lục nha, sao đi nãy giờ hoài, đi hoài luôn, không tới gì luôn á. Bộ đi taxi nhanh lắm, sao giờ lâu vậy ta? Trời đất ơi, bà bị sao vậy? Đi taxi gần rồi đúng rồi. Biết chị nãy taxi vừa rồi, chị đi bộ chị không biết. Mệt đâu quá, bạn bè mà cứ cằn nhằn hoài nhờ giải chút xíu chuyện. Không phải trời tối với lại đưa đồ gấp cho Lục Anh thì tôi đâu nhờ ông chi đâu. À, vậy là bà sợ đi một mình, nguy hiểm đúng không? Xinh đẹp dễ thương đáng yêu như tôi đi mình không sợ được. Xinh đẹp dễ thương đáng yêu giỡn hoài. Trường